Chữ thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành được. Các từ rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sư tu lên thay chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân chư toàn minh hạnh. Bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Li pháp cú ba la mã phẩm tâm kệ số 4 duyên sự. Bài kệ này Đức Phật thuyết cho vị tỳ kheo chán nản cuộc tu khi ngài trú ở Chittavana thành Savatthi. Câu chuyện này có vị công tử, có ông trưởng giả trong thành Savatthi muốn thoát khổ nên cầu pháp với một vị trưởng lão thân quen. Vị trưởng lão dạy cho công tử hành pháp thuần tự, tức là hành thiện bố thí. Khi đến là giới, rồi thời giới sa di, sau cùng là xuất gia tỳ kheo. Công tử ấy xuất gia tỳ kheo với thầy tế độ là vị luật sư, có thầy giáo thọ là vị luận sư. Sau khi xuất gia, tỳ kheo ấy phải học quá nhiều từ hai vị thầy. Gặp thầy tế độ dạy các điều giới luật, gặp thầy giáo thọ dạy những pháp uẩn, xứ, giới, đế. Vị tỳ kheo đệ tử ngao ngán nghĩ rằng, ta xuất gia cầu mong thoát khổ, mà bây giờ phải học bù đầu, không có lúc nào được thành thai. Thật là phiền toái, nếu biết trước như vậy, thà ấp tại gia tu tập sướng hơn. Thì tỳ kheo ấy sống trong tâm trạng chán nản, không vui, bỏ hết việc học hành, tinh thần suy sụp, thân thể vờ phạc. Các bạn đồng tu thấy vậy, bèn hỏi thăm sức khỏe. Tỳ kheo ấy mới bày tỏ tâm sự của mình. Chư tỳ kheo đem chuyện ấy nói với các vị trưởng lão. Thầy tế độ và thầy giáo thọ của vị tỳ kheo ấy bèn dẫn đến Đức Thế Tôn. Đức Phật sau khi hỏi rõ sự tình mới khuyên giải. Nếu thế thì ngươi chỉ cần giữ tâm của ngươi cũng thoát khổ được. Từ ngày thuyết bài kệ Sudut Sanang Suniputnang, khi dưới bài kệ vị tỳ kheo chán nản ấy chứng đắc quả dự lưu. Thánh văn Sudut Dan Sang Suniputnang Yattha Ka Manipa Chinang Chittang Rakhe Thap Me Tha Vi Chittang Buttang Sukha Vahang. Thích văn Chudu Dasang, đối các số ít trung tính của tính từ hợp thể Chudu Dasa, chú cộng đu cộng Dasa, rất khó thấy, thật khó nhận ra. Juni Tuấn Năng, đối các số ít trung tính của tính từ hợp thể Chupi Puna, chú cộng Ni Puna, rất tinh tế, rất tinh vi. Yak Thap Ka Manipa Chi Năng, đối cách số ít trung tính của tính từ hợp thể Yak Thap Ka Manipa Chi. Yak Thap Ka Ma Cộng Ni Pa Chi, phóng đi bất cứ chỗ nào, bám theo bất cứ cảnh nào. Chít Tăng, đối cách số ít của danh từ trung tính chít tá, tâm, tư tưởng, rát, khe, thác, khả năng cách, áp tá, nô, bá đá. Nguồn số 3 số ít của động từ rát, khá, chí, phải canh giữ, phải bảo hộ. Mê, tha, vi, dù các số ít của danh từ nam tính, mê, tha, vi, người trí, bậc trí tuệ. Bút tăng, chủ các số ít trung tính của quá khứ phân từ gút tá, gấp cộng tá,
được phòng hộ, được canh giữ, được văn. Rất khó thấy, nhưng vì bất cảnh bất cứ đâu, người trí canh giữ tâm, tâm giữ mang đến lạc, chuyển văn. Metavi Suddhasan Suniputnan Yathaka Manipa Tinan Chittang Ratke Tha Guttang Chittang Sukha Vahan. Người trí nên canh giữ tâm vốn rất khó thấy, vô cùng tinh tế, chạy theo cảnh bất cứ chỗ nào, tâm được canh phòng sẽ mang đến lạc. Lý giải. Trong bài kệ này, tâm được mô tả là thứ rất khó thấy, vì tâm là thứ rất khó thấy. Và vi, bậc thể, tâm vô cùng vi tế, vì tâm sanh diệt nhanh vô cùng. Tâm bất cảnh bất cứ ở đâu, dù gần hay xa, tốt hay xấu. Người trí, đây là hành giả tu tập, bất luận là vị xuất gia hay người tại gia. Nên canh giữ tâm là khi biết rằng tâm quan chuyên theo trần cảnh sẽ khiến sanh phiền não, nên phải giữ tâm an trú trong đề mục thiền, luôn chánh niệm tỉnh giác, ví như người chăn bò hay trâu, luôn canh chừng không để cho bò đi vào ruộng lúa hoặc không để chúng đi lạc vậy. Tâm được canh phòng sẽ mang đến an lạc, nghĩa là tâm được phòng hộ, như vậy sẽ chứng đắc đạo quả. Thượng được lạc tối thượng là lạc niết bàn, niết bàn nasukka hay là giải thoát, vimutti sukka. Biên soạn giáo trình, bhikkhu đại sư. Vâng, trước khi bước vào thời thức giảng ngày hôm nay, chúng con kính mời quý đạo tràng lắng tâm thanh tịnh nghe kệ tịnh pháp sư. Hàng thiền tính mải mê trần cảnh, vì bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, nào phiền kết buộc chân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Giờ đây chúng con, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh ngài Hòa Thượng Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Thầy Giả. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai Cha, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Hòa Thượng Chất Đảng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Hợp Tân, cùng chư Tôn Đức trong rừng. Thân chào quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến bài kệ số 36, tức là bài kệ thứ tư ở trong phẩm tâm. Cái này thì duy sự mà Đức Phật ngài thuyết bài kệ khác hơn bài kệ số 3 chút, nhưng mà mạch văn thì trong hai câu đầu
nó cũng tương đương và thay đổi một chút thôi. Thật ra thì chúng ta chỉ cần nắm ý, chứ vì từ ngữ trong bài kệ thì cũng không có gì khó hiểu. Những bài kệ Đức Phật Ngài mô tả cách khác nhau chút, mô tả từng khó. Thí dụ như trong bài kệ số 3, thì Ngài nói đến lúc Đức Hành Đắc Xá Lâu Nô Giết Thả Đi Bà Thịt Nô Chị Tá Xá Đâm Là Thô Sạ Thú Chị Tăng Đăng Tăng Sự Cầu Hằng. Điều phục được tâm vốn khó nắm giữ hay là khó kiểm soát, và nó mau lẹ hay là linh hoạt, trong bất cảnh bất cứ đâu. Sự điều phục tâm như vậy là tốt, bởi vì tâm điều phục, tâm được điều phục thì mang đến lạc. Còn ở đây trong cái bài kệ này thì Đức Phật Ngài mô tả cái tâm Su Đút Đa Sang Su Ni Pu Năng Ca Ma Đi Pa Ni Năng Đi Pa Ti Năng Chí Tăng Rắc Khê Tha Mê Thao Vi Chí Tăng Của Tăng Sư Kha Hoa Hằng. Ở đây thì Ngài mô tả cái tâm là rất khó thấy, và rất tinh vi. Chỉ đút ra sân đã là khó thấy, khó nhìn thấy, mà đút để xăng thì càng khó nhìn thấy. Cho nên cái tiết đường ngữ đúng với tiết đường ngữ xấu không phải lúc nào chúng ta cũng dịch thì cái tiết đường ngữ đó nó ghép vô một từ nó có nghĩa là đẹp, không phải vậy. Những đút đê xăng là khó, khó thấy. Đa xăng tức là, đa xăng tức là cái sự thấy nó xuất phát từ tâm đi sáng, là thấy. Đút đê xăng đâu có thấy, nhưng mà khi có cái chữ xuống ghép ở đầu thì chúng ta đừng có hiểu lời nghĩa là thiện kiến. Chúng ta đừng có xài cái chữ thiền kiến, và chúng ta phải nói là rất khó thấy, vô cùng khó thấy. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa đó gì. Và cái chữ xuống đang cũng vậy, cái tiếp tục ngữ xuống ở đây đó, khi mà có phối hợp với chữ Nibuna là tinh tế, tinh vi, thì thêm chữ xúc có nghĩa là rất tinh vi. Cho nên xài Bali, dùng Bali chúng ta
tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta xài cho nghe nghĩa. Bởi vì nếu mà chúng ta là người dân Ấn Độ ngoài xưa kia, khi mà người Ấn họ xài tiếng Marathi, tức là tiếng Pali bây giờ đó, thì họ sẽ rành rẽ nhuần nhuyễn trong cái việc này. Ở trong tiếng Việt chúng ta cũng có những cái chữ rất là lắc léo, khi mà chúng ta xài trong cái nghĩa đó, chữ đó xài trong cái hoàn cảnh đó, thì nó có nghĩa gì. Nhưng mà khi mà chúng ta xài trong hoàn cảnh khác thì cũng chữ đó nhưng mà nghĩa khác. Ngôn ngữ nó có nhiều cái nó rắc rối lắm sư quý vị. Thì ở đây trong cái câu đầu thì chúng tôi có hai từ là sốt bút đa xăng và sốt pin sốt đi bù nặng, rất khó thấy. Tên gì? Mất là má đi bà thịt nặng. Chúng tôi tra cứu ở trong chú giải cũng như trong từ điển thì cái chữ Yathakamma có những bản ghi những Yathā mà tách ra, và chữ Kamma như Bunam tức là chạy theo dục vọng quay cuồng. Nhưng mà ở đây chúng ta có một trạng từ Yathakamma và Yathakamma. Yathakamma tức là Yathakamma, tức là tùy tùy ý thức, tùy ý muốn, hay là chúng ta gọi tắt là tùy ý hay tùy thích. Thí dụ như ăn cái gì đó mà ăn tùy thích, tức là muốn ăn món nào thì ăn trong nhiều món đó. Đây cái đơn gọi là Yathakamma, Yathakamma. Nhưng mà chữ Yathā là cái trạng từ chỉ thể cách là như thế nào, cho nên xài cái chữ Kamma thì có nghĩa là muốn. Yathakamma là muốn như thế nào cũng thì đi đó. Nhưng mà trong từ này thì chữ Yathā là một, nơi thường, chỉ nơi chốn. Yathā là bất cứ ở đâu. Thật ra ghép với chữ Yathā, Yathakamma, Yathakamma tức là chỗ nào muốn. Và chữ Nipa, Nipa thiết năng á, nhưng mà tin rằng là hướng theo, chạy theo. Hướng theo. Quả thật vậy. Cái tâm này vì nó là danh pháp,
tuân thủ về danh pháp nên nghĩ. Cho nên tâm mình không thấy được cái chữ khó thấy ấy, thì có nghĩa là còn có thể thấy. Nhưng mà thêm chữ sú đút đa sằng tức là không thể thấy được. Đút đa sằng có thể thấy thì còn được, nhưng mà sú đút đa sằng là không thể thấy. Chúng ta đâu có thể dùng con mắt mà chúng ta thấy được tâm đâu. Về tâm này gọi là sơ niệm vô năng, nó rất tinh vi hay là nhạy bén. Tại sao nó nhạy bén tinh vi? Là tại vì một khải ngón tay tâm sinh diệt triệu triệu sắc na, và trong cái triệu triệu sắc na đó thì tâm khi mà nó diễn biến, nó sanh diệt, nó lẹ làng vô cùng. Cho nên mình có nói đó, xung quanh năng là tinh vi. Còn cái gọi là bất cảnh bất cứ đâu là tâm niệm mà không có kiềm chế, không có điều phục, không có phòng hộ, thì tâm nó muốn suy nghĩ cái gì thì suy nghĩ. Từ sáng cho đến chiều tâm mình nó suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ thì chuyện đã qua, suy nghĩ vì đang chuyện đang xảy ra, suy nghĩ về chuyện sẽ đến. Và không biết cứ nơi đâu là chúng ta suy nghĩ về bên Tây, bên Tàu, chỗ nào chúng ta cũng suy nghĩ được. Ở đây chúng tôi không muốn dịch theo cái bản cũ là theo dục vọng quay cuồng. Bởi nói như vậy có nghĩa là cái tâm bị hạn chế, ý nghĩa là nó chỉ biết cảnh dục, mà trong khi đó thì tâm nó còn biết rất nhiều cảnh. Không phải là chỉ là cảnh dục, mà luôn cả cảnh sắc, cảnh vô sắc, cảnh đấu đại, cảnh đấu đại, cảnh dục giới, cảnh đấu đại, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại phần, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh ngoại thời, vân vân. Nghĩa là chúng ta nói theo tâm pháp là thì tâm này có rất là nhiều cảnh. Nhưng mà đó là chúng ta nói theo thắng pháp. Còn trong kinh tạng đó, khi mà đề cập đến tôi mời nó phan duyên trần, nó phan duyên các cảnh ở bất cứ đâu, thì chúng ta phải hiểu rằng tâm sinh khởi thì luôn luôn phải biết cảnh. Nếu một tâm sinh không có biết cảnh thì tâm không sinh được, phải có cảnh nó mới sinh.
Rồi cảnh ấy thì có những cảnh làm cho thiện pháp tăng trưởng và những cảnh làm cho bất thiện pháp tăng trưởng. Do đó người trí tin giữ cái chung này. Người trí ở đây là chỉ cho cái vị hành giả tu tập. Dù là hành giả, một vị xuất gia, là một vị tu sĩ, hay là hành giả là người tu sĩ, cũng cố gắng gìn giữ cái tâm. Ở đây câu nói này không có nghĩa là tâm nào chúng ta cũng phải giữ hết. Trong những trung 21 tâm thì có 12 tâm bất thiện là chúng ta phải dẹp bỏ cái tâm bất thiện. Còn những cái tâm quả dị thục, cái tâm quả tinh tố thì chúng ta không cần gìn giữ nữa. Mà chúng ta đâu có gìn giữ được, bởi vì tâm quả khởi lên đời sống mình nhật thì nó chỉ làm cái công việc là tâm quả trong thời mình nhật chỉ làm việc hậu kiếp thôi, làm việc hữu phần. Cho nên chúng ta không cần giữ, có những loại tâm chúng ta không cần. Nhưng mà cái tâm mà chúng ta cần giữ để mà đem đến cái sự an lạc đó, đó chính là tâm thiện. Tâm thiện dục giới. Hay nói đúng ra thì đó là chúng ta gìn giữ cái tâm mà có chánh niệm, cái tâm mà có trí tuệ. Chúng ta gìn giữ đừng để cho tâm đó nó bị lưu sụp, nó bị ứng kỳ. Những vị tỳ kheo trẻ xuất gia với một vị trưởng lão và vị Yết Hoa là vị luận sư, là luận giỏi vị A Tỳ Đàm, giỏi vị Pháp. Cho nên sau khi xuất gia xong thì cái vị thầy tế độ thì dạy cho đệ tử của mình về giới luật, tất cả những điều mà Đức Thế Tôn đã thế định người như là ngàn ngăn cấm. Rồi chưa xong thì thầy Yết Ma thầy Thọ dạy cho vị tỳ kheo trẻ này về cái nội dung của vi dược pháp, dạy về quẩn xứ giới đế. Vị tỳ kheo này học từ nơi hai vị thầy đó là chịu đựng không nổi, chán nản, công việc nhiều quá, phải nhớ nhiều quá, cho nên mệt, mệt trí. Vị này có tư tưởng thối thất cái đời sống xuất gia,
Rồi sau đó mới tâm sự với các bạn đồng phòng hành. Thì những vị tỳ kheo đó mới dẫn đến Đức Phật, để cho Đức Phật này thuyết pháp và tiến độ cho vị sa di. Hay cho vị tỳ kheo. Thì khi mà các vị tỳ kheo đem vị tỳ kheo đó đến, Đức Phật ngài mới hỏi, dẫn cái sự tình, có phải chăng người khổ thất đời sống xuất gia và chán nản cái cuộc tu này? Thưa vâng bạch Thế Tôn, Đức Phật hỏi vì sao vậy? Nói bạch Thế Tôn, trước đây khi còn là cư sĩ, thì con thấy đời sống được cư sĩ phải bận rộn bon chen công việc để mà nuôi bạn, nuôi gia đình. Tôi tưởng rằng cái đời sống xuất gia là buông bỏ hết để tâm trí rảnh thảnh thơi rảnh ra, cho nên con mới chấp nhận xuất gia. Nhưng mình khi xuất gia rồi thì thực tế nó không có thảnh thơi được, là bởi vì thầy chế độ của con thì dạy luật, còn thầy Yết Ma thì dạy vì diệu pháp, cho nên lúc nào con cũng phải căng thẳng để học những cái pháp môn đó. Đức Thế Tôn ngài xét thấy cái duyên lành của vị tỳ kheo này có thể chứng được quả dự lưu, cho nên nói rằng nếu mà ngươi giữ được cái tâm, đừng nó cho nó chạy nhảy theo các cảnh, để nó an trú vào chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy ngươi cũng có thể thoát khổ được. Thì vị tỳ kheo đó vâng lời Đức Phật và bắt đầu tâm hăng hái trong cái sự tu tập. Rồi sau đó thì sẽ thành tựu được cái mục đích cứu cánh của đời sống phòng hạnh cũng được. Nhưng ở đây trong trường hợp này đó, thì chúng ta nên nhận thức rằng thở xưa khi mà các thiện nam tử xuất gia vào tôn giáo pháp, có Đức Phật hiện tiền, cho nên Đức Thế Tôn là biết rõ cái căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh, rồi ngài dạy cho cái pháp tu, tu tâm vậy thôi cũng có thể chứng được đạo quả thoát khổ. Nhưng mà bây giờ
Trong cái thời kỳ hiện tại thì dù cho thầy tế độ mình hay thầy ít qua mình, những vị đó còn phạm phu, vị đó không có năng, không có khả năng để biết được trình độ căn cơ của đệ tử và dạy cho tu tập theo đó. Cho nên bây giờ vị xuất gia là cũng phải học tập về giới luật, học tập về kinh tạng, học tập về nhiều pháp tạng. Chứ đừng nghĩ rằng là chỉ cần tu tập giữ cái kinh là có thể thoát khỏi sự khổ đau, chứng quả A-la-hán rồi như vậy. Và chưa có cái căn bản mà mình bỏ cuộc nửa chừng thì mình sẽ không thành tựu được gì hết. Cái câu chuyện kể này và trong cái tích truyện, cái di sử chú giải mà nói đến cái chuyện mà Đức Thế Tôn ngài thuyết được cái bài kệ, đừng có nên chúng ta cũng nên biết rằng vị tỳ kheo đó vì có duyên với Phật pháp Tây Tôn hiện tại có thể đắc được đạo quả, cho nên Đức Phật mới thuyết như vậy. Nhưng mà những vị xuất gia sau này đó, là chúng ta không nên nhìn theo đó, chúng ta nghĩ rằng mình cũng sẽ tu tập theo cách này nó khỏe hơn. Tức là xuất gia xong cứ gì kiếm nơi thanh vắng ngồi đó, nên mà chánh niệm giữ cái hơi thở ra, hơi thở vào. Ở trong khi các vị đó làm như vậy, nhưng mà các vị đâu có hiểu gì về cái chiều sâu của Phật pháp. Cho nên ngồi là ngồi, ngồi thiền là ngồi thiền, nhưng mà trong cái sự dốt nát đó, thì nó cũng không có đem đến lợi ích gì hết. Một người mà hiểu được thì chúng ta học trong các cái bài kinh Pháp Cú, bài kệ Pháp Cú thì chúng ta mới thấy có những cái trường hợp mà Đức Phật ngài dạy, chúng ta tưởng chừng như là tu nó dễ, nhưng mà tại vì đối với vị đó, vị đệ tử đó, vị tỳ kheo đó hay vị sa di đó, duyên tình ở trong quá khứ đã có, cho nên bây giờ chỉ cho xin lỗi quý vị không biết sao trong tuần lễ vừa qua phòng chắc lẽ là ba ngày chúng ta làm việc nhiều, cho nên buổi tối chúng tôi dường như là bị đuối sức. Cho nên khi mà giảng bài, bài nào mà nó khó, nó có chi pháp nhiều, thì chúng tôi mới giảng hàng tháng
và giảng gần hết thời gian rồi. Còn những cái bài học mà nó dễ quá đó, thì chúng tôi nào có đã hiểu rồi thì đâu có cần gì phải nói nhiều. Dạ, xin cảm ơn sư đệ. Nhưng mà để đây sư huynh nói thêm chút xíu nữa cho nó, cho nó tròn cái bài kệ. Cái câu mà nói rằng là chí tăng quốc tăng sư khơ và hăng là tâm tâm giữ mang đến lạc, tức là tâm được gìn giữ thì sẽ mang đến sẽ an lạc. Nói thật vậy, khi mà người tu tập hay là chúng sanh nói chung là không có gìn giữ được tâm để cho nó chạy theo trần cảnh, thì lúc đó không có kiểm soát được là phiền não tham nó sanh khởi, phiền não sân nó sanh khởi, phiền não si mê nó sanh khởi và đưa đến cái sự đau khổ. Còn khi mà mình khá tu tập, mình khá nhiều nữ tâm bằng người chánh niệm tỉnh giác, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi đến, khi đụng, khi suy nghĩ, giữ cái tâm tính niệm thì phiền não nó không có phát sinh được. Mà khi mà phiền não không phát sinh á, thì tự nhiên đem đến cái sự an lạc. Đến cái sự an lạc do giữ tâm thì chúng ta phải hiểu như thế này, tức là khi tâm thiện nó sanh khởi từ sáng cho đến trưa, đến chiều, đến tối, trong một ngày gìn giữ không để cho tâm bất thiện nó sanh, thời như vậy vị đó được gọi là Đức Thích Thâm Má Phà Suy Hà Rí. Tức là hiện tại lạc trú, cái niệm phàm phu chúng ta có thể đạt được cái sự an lạc nữa khi mà chúng ta tu tập, chúng ta giữ tâm. Và thứ hai nữa là chúng ta tu tập đắc thiền định và nhập định. Nhập định đó cái tâm cũng an lạc, cũng được an lạc. Bởi vì trong thời gian nhập định là xuyên suốt mà tâm định nó khởi lên thôi, để các cả ta khởi lên. Đúng là loại an lạc thứ hai, lạc trong thiền. Còn lạc dục giới, khi mà chúng ta làm những cái phước thiện sự như bố thí trì giới vân vân, với cái tâm thiện thì đó là
anh đâu có cho xuất phát. Anh đâu có cho xuất phát là vô tội. Khi mà mình làm việc thiện, nghĩ đến cái chuyện mà mình đã làm thiện, mình không có tội lỗi, thì tự nhiên mình được an lạc. Cái việc thứ hai đây, samadhi xuất phát là do định sanh. Khi mà tâm định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền mở sanh lên thì chúng ta có sự an lạc. Cái chỗ này cũng nên nói rõ với quý vị hai cái lạc sau đó. Thì sơ thiền còn hỷ lạc, nhị thiền còn hỷ lạc, tam thiền còn hỷ lạc, tứ thiền thì chỉ còn có thọ lạc thôi. Nhưng mà qua đến ngũ thiền thì thọ xả rồi, không còn thọ lạc. Nhưng mà cái cách nói lạc ở đây chỉ xuất phát trong trường hợp có nghĩa là đến lúc khô là không có sự đau khổ nên là lạc. Cũng như khi chúng ta nói đến niết bàn, niết bàn nó xuất phát là niết bàn thì chúng ta đừng nghĩ rằng đó là một cái cảm thọ vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc. Không phải. Niết bàn không có cảm thọ. Nếu mà không có cảm thọ thì tại sao gọi là lạc niết bàn hay là lạc giải thoát? Ở đây thưa quý vị, đều có nghĩa là những lúc khác thì không còn sự đau khổ gọi là lạc. Ở trong chú giải thích cái thọ lạc thì rất là nhiều thú vị. Còn chúng ta nghe thoáng qua chúng ta không hiểu thì chúng ta chỉ nghĩ là lạc ở đây là chỉ cho thọ lạc xuất khác vedana. Không phải. Lạc của thiền định lạc cho thích hơn là lạc được nhớ. Như lạc giải thoát ấy, hay lạc thế bàn thì cần cao cấp hơn là lạc thiền định nữa. Bởi vì thiền định nhất sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô vi xứ, thức vô vi xứ, vô sự xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Khi mà thiền như vậy đó thì cái vị ngọt của thiền định đó là, nhưng mà sự nguy hiểm là ai đi nó quá của thiền đó, thì là nó còn có thể bị biến hoại. Nếu như một người như Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, đắc thiền thông, nhưng mà sau đó khởi lên cái tham vọng, muốn trưởng quản giáo hội tăng già, muốn ngang bằng cái địa vị với Đức Phật, v.v. thì liền khi đó
thần thông và thiền định biến mất rồi bạn đã không còn nữa. Cho nên là với sự nhập định đó, nó vẫn còn có thứ là thù thắng hơn nữa, đó là lạc tiếp bạn hay là giải thoát. Một người cố gắng tu tập giữ tâm giết cho đến khi chứng được đạo quả, tu được quần đạo quả na hà tư đà hàm đạo quả na hàm đạo quả la hán, thì lúc đó nên cái lạc giải thoát hay là lạc tiếp bạn học xong cái bài kệ này đó, thì chúng ta cần phải chú ý một điều là trong đời sống của chúng ta sở dĩ mà chúng ta bị căng thẳng thần kinh hay là chúng ta cảm thấy nó buồn bực, nó bức rứt, nó khó chịu, đó là do nơi tâm không có khéo tu tập, không có giữ được tâm để cho nó phan duyên trần cảnh sắc cái vị xuất phát, nơi mình mới có sự khổ đau. Còn khi mà chúng ta học bài kệ này mà chúng ta nhận thức được đó, thì chúng ta cố gắng giữ cái tâm này khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, tâm nó có khởi lên tham sân si thì cái nhiều tham sân si chứ, thì như vậy tự khắc là mình có sự an lạc chứ không có gì khó. Nhưng mà ở đây trong cái câu chuyện duyên sự thì Đức Phật này nói với vị tỳ kheo mà chán nản đó, ngài nói rằng nếu vừa giữ được cái tâm thì ngươi cũng thoát khổ được. Nghe nói như vậy nha, chứ đừng nghĩ rằng là cái tâm nó dễ gì, không phải, khó lắm. Nếu mà chúng ta không có kiến văn Phật pháp về nguyên diệu pháp, chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta khó gìn giữ được. Nếu gìn giữ được cái tâm, thưa quý vị phải hiểu, phải dặn lọc cái tâm nào cần phải biết, tâm nào cần phải diệt, tâm nào cần phải đắc trí, tâm nào cần phải tu tập, thì lúc đó mình mới có cái cách mà chúng ta phòng hộ tâm được. Mà khi chúng ta nói đến cái chuyện mà gìn giữ tâm đó, thì chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta nhốt cái tâm ở trong một nơi nào đó chúng thoát cửa lại, đừng để cho chạy trong ở bên ngoài, phải thôi thì rồi suy nghĩ bất cứ ở đâu cũng có thể khởi cái tâm bất thiện được. Cho nên cái điều cần thiết nhất là người Phật tử chúng ta tu tập để chúng ta giữ tâm như là khi của Đức Phật chích lăng rắc khê, rắc khê thác. Một là chúng ta phải chánh niệm thường xuyên, chánh niệm luôn luôn,
Thứ hai nữa là chúng ta muốn dừng gìn giữ cái tâm là chúng ta phải có cái trí tuệ khéo thật ý. Yoniso Manasikara. Và thứ ba nữa là chúng ta có cái khuynh hướng xuất ly. Thì đầy đủ ba yếu tố đó thì chúng ta mới giữ, mới tu tập được, giữ được cái tâm, mới đem đến cho chúng ta cái sự an lạc. Bây giờ thì chúng tôi nhất là ở đây và cái phần thời gian còn lại xin cô Tỉnh và Thượng Nhất Đẳng cùng với Thượng Tọa Pháp Tân các vị giúp cho cái phần thời gian đó. Kính chúc chư Tăng và chư Phật tử chúng ta luôn luôn được giải an vui tiến hóa. Nam mô Phật Thầy. Sao thú, kính thưa của Thượng Tiểu Sư với Sa thú lần thay, chúng tôi thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng Thầy Siêu vừa thuyết giảng bài học hôm nay. Và lần nữa chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng tiếp tục điều hợp cho chương trình ngày hôm nay. Đạo quý huệ hoan hỷ chờ trong giây lát. Có lẽ vì vấn đề kỹ thuật ạ, chúng con một lần nữa kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng ạ. Dạ không biết Hòa Thượng, Hòa Thượng Giác Đẳng có lẽ là bị trục trặc vấn đề kỹ thuật rồi. Dạ chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân, không biết là Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được âm thanh của chúng con không ạ? Dạ vâng, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Toại Tri ạ. Không biết là... Dạ vâng, chúng ta có lẽ là chờ đợi Hòa Thượng Giác Đẳng sẽ trở lại trong giây lát ạ. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ vâng, sa thủ con đã theo tín hiệu của Hòa Thượng. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng. Thưa vì nãy giờ chúng tôi cầm mic mà rung rung không nghe được. Rất là tri ân Hòa Thượng Từ Sư với pháp thoại vừa rồi. Và tiếp theo là phần thảo luận. Xin được hỏi là Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang có mặt trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Thượng Tọa Pháp Tân, ở trong bài về pháp cú mà chúng ta học ngày hôm nay đó, Đức Phật đặc biệt Ngài đề cập đến cái tâm của chúng ta rất là vi tế, nó không đơn giản để chúng ta có thể thấy và có thể nắm bắt được. Thì cái nhìn chủ quan của rất nhiều người đó là
cái tâm của chúng ta thấy vậy đó, mà dễ thấy dễ biết. Nhưng mà để có một cái sự trình bày nào mà cho thấy là tâm rất là tế nhị, và do sự tế nhị của tâm đó, chúng ta cần có một cái nhìn khách quan hơn, có cái nhìn nghiêm túc hơn, hơn là nghĩ rằng ồ cái chuyện đó nó quá dễ để thấy đi biết. Thì Thọ Tân có thể cho một vài gợi ý là tại sao cái tâm của chúng ta rất là tế nhị, đến mức độ là một người thông thường rất là khó để có thể nhận ra. Và cái tâm thái của chúng ta như thế nào, nó đi đâu về đâu, và nó hành cái hành xử của tâm như thế nào. Xin kính thỉnh Thọ Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tỳ Tri, Đệ Đức Tỳ Đức cùng Chư Tăng. Kính thưa quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Như chúng ta biết đó là ở trong kinh nói rằng tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Một điều đó là ở đây đó, thì theo riêng bản thân con nghĩ rằng quả thật là cái tâm này nó mình khó thấy được. Thấy ở đây đó là cái mà mình trực nhận bằng sự chánh niệm, tỉnh giác. Bởi vì theo con nghĩ đó, thì cái tâm nó phải là luôn luôn bị xây cuồng ở trong cái trần cảnh, cho nên nó đã là sanh diệt, nó đã là sanh diệt, sanh diệt hết sát na này tới sát na kia. Từ một tiến trình của tâm đó, tôi nghĩ rằng nó sinh diệt liên tục. Khi mà nó sinh diệt liên tục đó, cho nên rằng nó giống như là một cái điều đó, là chúng ta thấy giống như là một cái cuồng phim. Cái cuồng phim nó sẽ thâu những cái hình ảnh vô. Và thế nó cứ diễn ra từ hình ảnh này tới hình ảnh nọ liên tục như vậy. Sự thật thì tâm là quả thật là vô hình, chứ không phải như là hữu hình, như là sắc pháp hay là cơ thể hay là những cái sắc ngoại thân của chúng ta. Nhưng mà rồi đó thì chính nó vô hình, mà nó vô hình ở đây đó, thì sự thật ra đó là nó sanh diệt. Nó sanh diệt, sắc pháp cũng sanh diệt, nhưng mà ít ra thì nó là hữu hình, có hình tướng. Nhưng mà tâm thì nó lại là không có cái hình tướng. Nhưng mà vì nó sanh diệt quá nhanh á, và theo cái thuận tự nhiên của chúng sanh phàm phu, thì đó là bị chi phối ở trong các cái trần cảnh. Cho nên là ít có khi một người nào đó nhận ra. Bởi vì khi mà mình sự thật ra đó là khi mà mình trực nhận một vấn đề gì rồi đó, thì tâm nó đã trải qua biết bao nhiêu sát na, biết bao nhiêu cái tiến trình sanh diệt của nó. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng để mà mình tu tập đó, để mà tu tập đó, thì cái điều cốt yếu nhất của đời sống tu tập đó là làm sao mình có được cái điều kiện để mà tâm của mình có chánh niệm, tỉnh giác. Bởi vì chánh niệm mình mới có thể ghi nhận được. Thí dụ như bây giờ mình dùng cái gì để mà mình dùng cái gì để mà mình theo dõi cái hơi thở của mình. Hơi thở dường như là một trong những cái mà chúng ta nói là hoạt động của thân.
ra vào, lên xuống, mạnh yếu, vân vân. Vì khi mà mình có chánh niệm đó, tỉnh giác á, chánh niệm là mình là một cái trạng thái của nội tâm có cái sự ghi nhận, mình biết cái hơi thở ra hoặc là mình biết cái hơi thở vào, mình biết ghi nhận cái hơi thở ra và ghi nhận cái hơi thở vào. Cho nên ở đây đó là, hay hoặc là hơi thở mạnh, hơi thở yếu, hơi thở như thế này hoặc hơi thở kia, thì cái yếu tố của chánh niệm là sự ghi nhận. Ghi nhận hay nói khác là mình ghi nhớ. Ghi nhớ nó sao? Ghi nhận là những gì đang diễn ra. Ghi nhớ là mình biết nó đang lên hay răng ra hay là vào. Như vậy thì ở đây còn tỉnh giác á, là một trong những cái điều ở nội tâm mình biết rõ, biết rõ như vậy, chứ không phải là ở một cái trạng thái nó là mập mờ lưỡng lự, mà nó là một trạng thái biết rõ. Như vậy thì ở đây con nghĩ rằng với cái tâm của mình đó, nó sanh diệt liên tục, mình khó kiểm soát lấy nó. Khó kiểm soát lấy nó. Nếu như ai có một cái khoảng thời gian dài mà có một cái đời, với một cái thời gian dài có một cái đời sống chánh niệm tỉnh giác đó, thì con nghĩ rằng cái người đó họ có thể là một phần nào đó họ có thể kiểm soát được tâm, kiểm soát được tâm. Cho nên ở đây khi mà mình trên cái phương diện của một cái người tu tập đó, thì làm sao mình có được cái sự ghi nhận, biết rõ những cái điều mà diễn ra ở trong đời sống. Nó thật, quả thật rằng mình khó kiểm soát lấy nó. Nó là một điều tế nhị. Nó là một điều tế nhị. Vì vậy cho nên là trong mỗi cái cử chỉ nghi hay là mỗi cái cảm thọ, thì cái người mà tu thiền cần phải có cái sự, có cái chánh niệm tỉnh giác, thì nó mới có thể kiểm soát được tâm mình. Và có một điều đó là bởi vì tâm một người chưa có quân tập được đó, thì nó lại là phóng túng phan duyên theo trần cảnh. Mình không có cái sự ghi nhận biết rõ được, cho nên rằng điều đó khó có thể mà kiểm soát được cái tâm của mình, kiểm soát được cái tâm của mình. Thì ở đây tôi nghĩ rằng với một cái người tu tập là làm sao kiểm soát được cái tâm của mình bằng chánh niệm và tỉnh giác. Bởi vì cái đó đó, mình cứ, chúng ta cứ rõ ràng là cái người chưa thường thục thì một lúc chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, có khi thì chúng ta bị thất niệm, nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta lại trực nhận, chúng ta có một cái chánh niệm tỉnh giác ghi nhận lại, biết rõ được, thì chúng ta mới có thể có được cái sự liên tục đó. Còn nếu như mà có hồi, có khi đó thì chúng ta bị thất niệm, có khi thì chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, thì cái điều này đó là chúng ta thấy nó đâu có được liên tục đâu, nó có những cái sự thay đổi mà. Cho nên cái điều đó có thể nói rằng một người mà bị phóng túng phan duyên theo trần cảnh ấy, thì cái người đó họ không có cái sự kiểm soát được tâm. Cho nên ở đây đó, tâm nó đã là vô hình rồi. Danh tức là tâm của chúng ta nó là vô hình rồi, mà nếu nó sanh diệt liên tục thì phải nói rất là tế nhị. Một bản chất của một cái người mà không có tu tập, không có kiểm soát được cái tâm của mình bằng chánh niệm tỉnh giác, thì lại càng khó thấy được cái tâm của mình, khó thấy của mình. Một niệm mà mình khởi lên tham sân si gì đó,
Sự thật ra là khi mà mình trực nhận ra mình đang tham thì nó cũng không biết là nó diễn qua biết bao nhiêu cái sát na tâm tham bất thiện đó, tham bất thiện đó. Một người mà có tâm sân cũng vậy, khi mà mình trực nhận biết rõ thì nó cũng đã diễn ra biết bao nhiêu cái trạng thái, cái tâm của mình là sân tâm nó sân khởi rồi. Cho nên ở đây có nghĩ rằng quả thật là cái tâm này như Phật dạy rằng là khó thấy tế nhị và bị quay quần theo các cái trần cảnh, trần cảnh. Và cái nhiệm vụ của một cái người tu là kiểm soát được tâm. Mà kiểm soát ở đây đó là dù chúng ta ở trong một cái quay nghi nào, đi đứng nằm ngồi, có khi chúng ta nói nghĩ rằng chúng ta ngồi thiền thì chúng ta mới gom tâm được. Có những người như vậy, nhưng mà có những người thì họ quen thiền đi đứng thì họ cũng đã có chánh niệm tỉnh giác. Thường thường đó, chúng tôi nghĩ rằng cái người mà tu tập thiền chỉ đó thì cần có ngồi yên một chỗ, ở một cái nơi thanh vắng để mà gom tâm mình, trụ tâm mình trên một đề mục. Nhưng mà cái người mà tu tập thiền quán thì dù là đi đứng nằm hay là ngồi đó thì đòi hỏi một cái người tu tập đó, cái vị hành giả đó cần phải có kiểm soát cái tâm của mình bằng cái việc gọi là chánh niệm tỉnh giác. Một người chưa thường thuộc thì lúc có lúc không, lúc có chánh niệm tỉnh giác, có khi thì cũng không có chánh niệm tỉnh giác. Nhưng một người đã thuần thục trong cái sự quân tu cho chính mình thì cái người đó họ có một khoảng thời gian kiểm soát rất là dài, kiểm soát cái tâm của mình rất là dài, tức là có chánh niệm tỉnh giác rất là dài. Vì vậy cho nên là nói theo một cách nào đó thì cái tâm này nó sanh diệt liên tục. Cho nên là do mình bị thất niệm cho nên là mình không thấy. Không thấy. Bởi vì chính vì không thấy cho nên là nó đang cuốn theo cái gọi là các cái trần cảnh sắc thinh hương vị xúc pháp, theo các cái trần cảnh. Rồi bây giờ là nó tạo nên một cái trạng thái ở nội tâm bất an. Thì ở đây con xin có cái ý góp theo cái suy nghĩ của mình. Trong cái kinh nghiệm bản thân con nghĩ rằng có những điều mà thật sự là mình cần phải có chánh niệm tỉnh giác rất là nhiều, dù là trên phương diện nào, đặc biệt là trên phương diện thiền tập của một cái người tu tập. Con nghĩ rằng cái chánh niệm tỉnh giác rất là cần. Con xin góp ý trả lời cái câu mà Hòa Thượng vừa nêu. Kính thỉnh Hòa Thượng trả lời. Rất là cảm kích Thượng Tọa Tân đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Thượng Tọa Tân, ở trong bài kinh này, khi một vị tỳ kheo cảm thấy nó vất vả, nó mệt mỏi với pháp học đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng chỉ cần giữ tâm là được. Nếu ngày hôm nay có người nào đó họ nói rằng mình vào chùa tu, mình không cần phải học, không cần phải bắt phải làm theo gì khác, không cần phải thích nghi, mà mình chỉ lo giữ tâm thôi, thì người đó họ nói rằng họ đã làm theo lời dạy của Đức Phật. Thì cái hiểu họ như vậy có đúng không? Tức là mình không cần học Phật Pháp, không cần học vạn ngữ, không cần học tam tạng, và cũng không học theo cái sự hướng dẫn của thầy tổ, mà chỉ cần nói là tôi chỉ cần giữ cái tâm thôi. Thì họ hiểu như vậy có đúng là Đức Phật dạy như trong bài kinh này không? Kính thỉnh thầy tổ hoan hỷ trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong kinh. Ở đây con nghĩ đối đến Phật Pháp thì gồm có pháp học, pháp hành và pháp thành. Cái pháp thành thì chúng ta nói đến đạo quả thánh nhân, niết bàn, giải thoát. Còn chúng ta có thể nói rằng là chúng ta có pháp học và pháp hành.
Nói hành ở đây thì con nghĩ rằng trong một cái nghĩa rất rộng, cả cái người trì giới, cả các người làm những cái thiện sự, rồi luôn cả những cái người hành thiện, chuyên tâm lo thiền tập. Thì bây giờ khi nói đến pháp học, thật sự ra thì chúng ta bảo rằng để chúng ta lỗi lạc, chúng ta thông suốt hết tâm tạng thì cũng chưa được, chưa có thể. Nhưng mà một người học Phật, tu Phật đó, thì theo bản thân con nghĩ rằng cần phải có học Phật Pháp. Cái học ở đây chúng ta không phải là học cho hết cái này, hết cái kia. Mặc dù là chúng ta học được nhiều Phật ngôn thì đó là rất là quý. Nhưng mà để rồi đó là chúng ta học để chúng ta có được cái căn bản, có được cái nền tảng để chúng ta hành thì nó tốt hơn. Chúng tôi nghĩ rằng là các cái bậc tiền bối, thiền sư lỗi lạc trên thế giới đó, thì các ngài cũng đã rất là giỏi pháp học. Rồi các ngài hành có những cái sự thành tựu nào đó, cho nên là các ngài có những cái kinh nghiệm, bởi vì các ngài đã trải qua cái việc thực hành thiền tập. Cho nên khi các ngài truyền đạt những cái đó, cho những cái kinh nghiệm đó đó, với bằng với cái hiểu biết về pháp học, bằng với cái kinh nghiệm của một người đã từng thiền tập, trải qua biết bao nhiêu cái công đoạn, trải qua biết bao nhiêu cái công đoạn mà ngày nay các ngài trình bày diễn giảng để cho thiền sinh nắm được đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng phải trải qua pháp học và pháp hành. Bây giờ khi nói mà mình học để mà thông suốt hết tâm tạng thì khó có nổi. Nhưng mà bây giờ mình học để có được cái nền tảng. Bây giờ chúng tôi nghĩ rằng như thế này. Căn bản thì mình biết những cái luật, giới luật để mà mình hành. Mình có hành thiền gì đi nữa đó, thì cần phải có cái căn bản của giới. Giới mình thanh tịnh, mới trang nghiêm thì mình mới có thể hành thiền, nó mới có kết quả. Rồi bây giờ khi mà mình nói rằng mình hành á, thì ít ra đó, thì mình cũng phải hiểu được là ở vi diệu pháp, ở kinh, tức là ở luận tạng và vi diệu tạng, luận tạng và kinh tạng đó, ở Phật ngôn ở trong kinh tạng và luận tạng được giải thích như thế nào. Rồi khi mà thiền sư dạy, thiền vị thiền sư mà dạy cho chúng ta thì cũng không ngoài nói đó là tâm gì, tâm bất thiện, ngôn trầm, thủy yên, tà kiến gì đó, thì ít ra thì mình cũng biết những điều đó. Hay là tham dục sanh khởi, ái tham sanh khởi, sân hận sanh khởi, mình cần phải biết như vậy để mình biết đó là tâm bất thiện, đó là tâm thiện, mà tâm thiện đó là tâm thiện gì. Chúng ta cần phải biết rõ như vậy để rồi khi mà vị thiền sư dạy cho chúng ta về những cái kinh nghiệm của thiền, thì mình bước chân vào, mình nghe, mình hiểu, để rồi mình hành cho đúng. Chứ nhiều khi mình cái từ ngữ Phật học rồi những cái từ chuyên môn ở trong Phật học mình không có biết rõ đó, thì vị thiền sư có dạy cho chúng ta đó, thì chúng ta cũng khó nắm bắt được lắm. Cho nên là sự thật ra quý vị biết rằng là khi mà mình tu tập á, thì trong đó không thể thiếu cái điều mà điều phục tâm. Không thể thiếu cái điều phục tâm. Ngay cả quý vị học Phật Pháp á,
Nếu quý vị thất niệm thì quý vị học hoài cũng khó thuộc. Nha. Học một câu Phật ngôn chúng ta cũng khó thuộc, chứ đừng nói tới học cái gì. À, như vậy thì ở đây đó, ngay cả trong cái việc học, trong mỗi cái việc làm của mình, mình tập cái tâm của mình có chánh niệm đó, thì mình học nó cũng dễ dàng thành công, dễ dàng gọi là dễ dàng lãnh hội. Rồi khi mà mình có chánh niệm đó, thì mình hành thiền đó, thì khi mà mình trình bày cái điều của mình đó, thì dễ dàng chúng ta có được cái sự an lạc do cái thiền tập mang lại, do cái đời sống thiền hành mang lại. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là mình cần phải hiểu về kinh điển, biết về lời dạy của Đức Phật thông qua pháp học, thông qua pháp hành. Chúng ta không phải để học cho nó quyên bác đâu, không phải nhất thiết, nhưng mà rồi chúng ta cũng học được cái cốt lõi, cái nền tảng, cái gì là căn bản nhất để rồi chúng ta hành. Chúng tôi nghĩ rằng là cái đường tu của mình thì bây giờ đó, thì cái chuyện mà chuyên tâm điều phục tâm rất là quan trọng, nhưng mà ở bên cạnh đó các cái việc thiện khác nó là đóng cái vai trò để hỗ trợ, hỗ trợ cho cái việc mà mình điều phục tâm. Bây giờ quý vị mà có cố gắng trong cái sự tinh tấn của mình, nhưng mà chúng ta thiếu cái công đức thiện sự, chúng ta thiếu bồi bổ cái pháp độ ba la mật, thì chúng ta hành có chuyên tâm lắm thì chúng ta cũng khó có được cái sự thành, khó được có cái sự thành tựu. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng tùy vào cái hoàn cảnh của mình, tùy vào hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh của mình mà còn trẻ đó, thì mình nên tầm học đạo cho thật lại, tức là mình phải chuyên tâm để dành nhiều thời gian cho pháp học. Nhưng mà về khi mà mình lớn tuổi rồi, trở thành tuổi trung niên rồi, hay thậm chí có thể bước sang tuổi lão niên rồi, thì chúng ta mới dành thời gian nhiều hơn cho cái việc thiền tập, cho cái việc thiền tập trong đời sống hàng ngày. Bởi vì làm gì đi nữa thì cái việc mà điều phục tâm rất là quan trọng. Mình học Phật pháp cũng là cái cách để hiểu trong một cách nào đó là mình cũng đã là một cách để điều phục tâm. Mình làm những cái công việc gì đó mà mình tránh đi những cái sự thất niệm, mà mình vẫn chuyên tâm vào ở trong một cái đề mục đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là cái sự gắn bó, kết nối đối với cái sự thiền hành sau này cho chính mình. Vì vậy cho nên là chúng tôi có thể nói rằng tùy vào hoàn cảnh, nhưng mà khi mà chúng ta bước chân vào hành thiền đó, thì chúng ta cũng phải trải qua hiểu được pháp học. Ít ra thì vị thiền sư dạy những cái pháp đó, cái tâm đó như vậy, rồi mình nghe mình hiểu, là hiểu ở đây đó là giờ trước đây mình đã hiểu được Phật ngôn, trước đây mình đã học được Phật ngôn, trước đây đó là mình biết rõ những cái tâm đó như thế nào, rồi bây giờ là mình nghe giảng qua đó là mình dễ dàng nắm bắt. Cho nên tùy vào mỗi cái hoàn cảnh của mỗi người, nhưng mà dù gì đi nữa thì mình vẫn phải giữ cái cách gọi là điều phục tâm bằng chánh niệm và tỉnh giác, chứ không thể nào bỏ lơi ra, hay hoặc không thể nào có lúc thì sao do quá dội vàng tích cực, nhưng mà có lúc thì hờ hững, chậm rãi hay là buông trôi, thì chúng ta thấy rằng cái cuộc tu nó không phải là như vậy, mà chúng ta cần phải có điều ở trong cái thiện pháp của mình, thì nó mới thật sự là mang đến cái đời sống lợi lạc. Mình có học nhiều mà mình không hành thì cũng không có ích lợi hết đâu.
mà mình hành mà mình không có học á, thì chúng tôi nghĩ rằng mình không biết đâu để mà mình hành. Dạ, không biết đâu mình hành. Giống như là mình là một thiền sinh thì mình không biết cái gì, từ không hiểu được cái lời dạy từ ở nơi một vị thiền sư thì mình cũng khó mà hành được. Phật pháp cũng vậy. Chúng tôi nghĩ rằng học là để củng cố cái sự hiểu biết tri kiến của mình nó đúng đắn, là hành là một phương pháp để làm cho cái nội tâm mình được an lạc, được giải thoát ra cái sự ràng buộc. Đó là điều quan trọng. Đây là cái câu hỏi, câu trả lời mà con xin được trả lời cái câu hỏi Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trả lại. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Dạ, xin truyền thưa tổ hợp tình với câu trả lời vừa rồi. Xin thỉnh thưa tổ trả lời một câu nữa, rồi sau đó thì phần còn lại sẽ phụ trách. Thưa tổ pháp tân thường thường á, khi mà nghe đến điều phục tâm đó, thì đa phần chúng ta có cảm giác là nó gò bó, đa phần chúng ta cảm giác là nó sẽ đặt chúng ta vào một cái khuôn khổ, và khuôn khổ không thoải mái. Nhưng mà khi mà nói là tâm điều phục tất an lạc đó, tâm điều phục tất an lạc, thì tôi có thể cho một vài cái hình ảnh cụ thể để thấy rằng khi tâm được điều phục thì mình đã lạc không? Xin cái thỉnh thưa tổ con nghĩ trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Gia. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong room. Ở đây thì con nghĩ rằng sự thật ra cái tâm của chúng ta đó là thế thường, thì phóng túng phan duyên theo trần cảnh, rong rủi đây đó, rong rủi đây đó. Cho nên bây giờ bắt mà gom tâm lại thì chúng ta thấy nó gò bỏ. Cái gò bỏ là ở chỗ là nào giờ nó phan duyên theo trần cảnh, mà bây giờ chúng ta phải cần phải có cái phương pháp để gom tâm mình lại, giữ tâm mình lại bằng cái sợi dây chánh niệm, bằng cái sợi dây chánh niệm. Chúng tôi nhớ Đức Phật đã trả lời cho ông Bà La Môn Paradocha về cái cách trầm ruộng đó. Thì Đức Phật ngài mới nói là cái sợi dây cương của con bò đó là chánh niệm. Còn những cái pháp khác là ngài nói đó là thửa ruộng, nào là đức tin, nào là trí tuệ, nào là sự tinh tấn gì đó. Thì cái sợi dây á, nó giống như là sự chánh niệm, mà nhờ cái sự chánh niệm đó nó như sợi dây để buộc cái tâm lại. Hồi nào giờ chúng ta bị phan duyên theo trần cảnh đó, nó quen như vậy rồi, mà bây giờ chúng ta phải có cái chánh niệm tỉnh giác để gom tâm lại, giữ tâm lại, không cho nó hoang nhiên cho trần cảnh. Cho nên chúng ta thấy nó là cái sự gò bỏ. Đến một khi mà chúng ta đã điều phục được tâm rồi đó, thì chúng ta sẽ có được cái sự an lạc. Chúng tôi nói như thế này, cái điều mà ở đây đó, mình cái tâm của mình á, là nó bị khoan duyên theo trần cảnh, mà nó ở trong những cái trạng thái chúng tôi nghĩ rằng tham, sân, sự khó chịu, sự không hài lòng, sự thích thú, nhiều thứ lắm. Không phải là nói đến cái sự thích thú ham muốn cái gì nó to tát đâu, nhưng mà những cái gì đó chúng ta cảm thấy nó hài lòng, nó cũng là một trạng thái không tốt, trạng thái của một cái trạng thái tham tâm. Rồi cái sự không hài lòng của một điều không ưa thích, hài lòng với một điều ưa thích và không hài lòng với một điều không ưa thích, thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng tham tâm, sân tâm nó cứ như vậy hoài.
Và cứ hạ trạng thái này đổi sang tới trạng thái khác, liên tục như vậy, nó là một trạng thái thiêu đốt. Có thể hiểu tham tâm là một loại lửa, sân tâm cũng là một loại lửa, si tâm cũng là một loại lửa. Nếu chúng ta nói đó là loại lửa, đó là sự thiêu đốt, thì rõ ràng nó nằm trong một trạng thái bất an. Bất an tâm của mình thì sinh diệt theo các cái trần cảnh, cho nên là chúng ta bất an. Nhưng mà một khi đã điều phục tâm rồi đó, thật sự, sự thật ở đây chúng tôi nghĩ rằng mình ngồi thiền cũng vậy. Nếu cái tâm của mình có một cái khoảng thời gian dài mà mình có chánh niệm tỉnh giác, thì quý vị cảm thấy con người của mình nó phơi phới lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Nó nhẹ nhàng. Thậm chí chúng ta không ăn, chúng ta cũng không thấy đói. Không thấy đói. Mà mình thấy rằng chính cái sự mà an lạc từ tâm của mình, chúng ta không phải nói rằng mình đắc định đắc gì hết, nhưng mà cái tâm của mình, bản thân của chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình có được một cái sự định tâm trong một khoảng thời gian ngắn, cái chánh niệm tỉnh giác trong khoảng thời gian ngắn, thì thật sự là mình rất là an lạc. An lạc. Chúng ta quên mất, không có, giống như là mình thất niệm đó, thì rõ ràng là mình ngồi thiền đó, thì mình canh giờ 20 phút, 50 phút, 1 giờ đồng hồ, hoặc 30 phút, chúng ta trông nó. Nhưng mà một khi đã có một cái chánh niệm tỉnh giác rồi đó, thì thời gian nó không phải là cái gì. Thì chúng ta không có chú trọng tới cái thời gian. Không chú trọng tới thời gian. Mà thật sự là mình càng chú ý đến cái việc gì đó, canh vào thời gian, thì chúng ta lại càng thất niệm. Mà khi chúng ta đã có chánh niệm tỉnh giác, thì thời gian không phải là gì. Cái dùng nạp vật thực với một thời gian ngắn, thì thật sự là chúng ta không dùng, cũng không thấy đói. Bởi vì sao? Ở đây đó là có được cái sự an lạc từ nội tâm, do có chánh niệm tỉnh giác. Có chánh niệm tỉnh giác. Cho nên rằng là một cái người mà điều phục tâm, thì rõ ràng là họ có thả cái cảnh ở đâu đi nữa, họ có sống cái hoàn cảnh ra sao, thì cái tâm của họ cũng cảm thấy an lạc. Trong kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm và Sợ Hãi, trung bộ kinh, Phật có nói rằng là một người nếu mà tâm không an tịnh, mình ở nơi một cái nơi mà gọi là sơn lâm, rừng núi sâu lắm, vắng vẻ gì, thì nhiều có cái suy nghĩ, nhiều cái suy nghĩ rất là sợ. Sợ thú dữ, sợ mưa gió, sợ cây ngã, sợ nước trôi, sợ cái này, sợ cái kia, rất là nhiều. Giống như khi một mình ở một chỗ nào đó, thì mình nghĩ là nhiều cái sự đe dọa kế bên mình, nó nhiều thứ lắm. Nhưng mà một khi cái người mà có tịnh tâm rồi đó, thì họ không có khiếp sợ những cái điều đó. Tâm họ an định, thì họ không có bị khiếp sợ những điều đó. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nói như thế này nè. Mình sống trong một cái cảnh mà mình nói rằng đầy đủ phương tiện, đầy đủ những tiện nghi, đầy đủ những tiện nghi, những vật dụng mà mình khi cần là có. Nhưng mà nếu như mà mình quen cái việc mà thụ hưởng của mình rồi, những cái tiện nghi thụ hưởng của mình, bây giờ bỗng lúc mà mình bị bỏ vào ở một cái nơi nào đó mà hoàn toàn không có cái gì đó, thì nếu mà mình không suy xét cho kỹ đó, thì mình rất là sợ. Sợ không có chỗ ngủ, sợ không có nước tắm, sợ cái này, sợ cái kia, nó nhiều thứ lắm. Cho nên là nó tạo nên một cái trạng thái bất an. Trong khi một người có được sự an tịnh,
thì dù ở đâu đi nữa họ vẫn có được cái sự an lạc, vẫn có được cái sự an lạc. Vì vậy cho nên là cái người mà có an lạc từ ở nơi cái nội tâm nó được vững vàng á, thật sự là cái đó, cái an lạc đó nó bền, nó lâu dài, nó bền, nó lâu dài. Mà cái an lạc đó, đó thì chú nghĩ rằng nó phát xuất từ ở cái nội tâm của họ khi mà họ đã vững vàng. Cho nên nó không phải là từ bên ngoài ở đâu cho họ, mà chính họ đã có được cái sự an lạc. Cho nên chúng tôi nghĩ ở đây đó là một khi mình điều phục được tâm á, thì cái người đó có được cái sự an lạc. Một cái người mà bắt đầu là gom tâm mình bằng chánh niệm tỉnh giác, thì rõ ràng là khi mà mình chưa gom tâm, bắt đầu chuẩn bị gom tâm, mình gom tâm thì tâm nó khoan dung theo trần cảnh, cho nên mình thấy đó là sự ràng buộc, ràng buộc. Nhưng mà một khi tâm đã có được cái sự an tịnh rồi thì đó là sự an lạc thư thản, không phải là cái sự lo sợ, cũng không phải là cái sự ràng buộc ở trong đó nữa. Rất là có cái sự an lạc. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Là gì? Tâm mình nó là phóng túng phan duyên theo trần cảnh. Nhiệm vụ còn lại của một người tu đó là ngoài các cái thiện sự khác để hỗ trợ đó, thì cái việc mà giữ tâm, giữ tâm đó, hay là phòng hộ tâm đó, hay là nhiếp phục tâm, điều phục tâm đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì cái người mà có điều phục tâm thì sống ở cái cảnh nào đó thì mình cũng có được cái sự an lạc, không có được cái sự an lạc. Còn nếu không điều phục tâm thì chúng ta có nhiều cái mơ ước, mơ ước cái này, mơ ước cái kia. Tâm mình nó dắt dẫn mình mà, tâm nó dắt dẫn mình. Mình mong muốn là cái này nó như thế này thế nọ, nhưng mà chính nội tâm ở đang hiện tại đó là bất an rồi. Cho nên là quan trọng là điều tâm. Còn cái cảnh ở bên ngoài đó, chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ là sự hỗ trợ cho những người mà mới, cho những người sơ cơ, cần có những cái điều kiện thuận lợi để mà gom tâm hay là phòng hộ tâm. Nhưng mà một người đã có được cái sự phòng hộ đó thì mình ở trong cảnh nào cái tâm của mình vẫn có được cái sự an lạc. Thì đây là con xin được góp cái ý trong cái câu hỏi thứ ba mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Sa thú cái chuyện học pháp từng rất là cảm kích học từng đã trả lời cho những câu thảo luận vừa rồi. Thưa vị, tiếp theo phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi xin được tiếp lời của Hòa Thượng Tổ Sư và Thượng Tọa Pháp Thân để chia sẻ một vài cái cảm nhận về bài kinh Pháp Cú Đức Phật dạy hôm nay. Trong số những bài kinh Pháp Cú nói được một cách rõ ràng là 423 kệ nguồn của Pháp Cú đó, thì có một số các bài kệ mà khi chúng ta đọc, chúng ta cần biết đến duyên sự. Tại vì duyên sự cho chúng ta biết cái bối cảnh mà Đức Phật thuyết bài kinh đó. Và dĩ nhiên cũng có một số đó, thì những lời Đức Phật dạy đặc biệt cho chúng ta tìm hiểu, nhưng mà không nhất thiết là chúng ta cần đến cái bối cảnh mà Đức Phật dạy. Nhưng mà riêng trong kệ cung này, ngôn này đó, thì chúng ta nên biết rõ cái bối cảnh đó, thay vì chỉ học thuần là dựa trên ý nghĩa của Phật ngôn mà thôi. Và nói đến bối cảnh của
Nhưng sự mà Đức Phật giảng câu kinh này thì chúng ta thấy rằng một vị tỳ kheo rất có tâm để xuất gia, rất có tâm để tu học. Nhưng mà khi mà đi xuất gia tu học thì được hướng dẫn bởi các vị thầy, mà những vị thầy này cũng là giảng giải rất là đầy đủ về pháp, về luật. Dạ. Nhưng mà rồi vì này quá mệt mỏi pháp học, và do quá mệt mỏi pháp học thì vì này đâm ra chán nản, thì đem lên bị thầy giáo thọ dẫn lên gặp Đức Phật. Và Đức Phật ngài dạy là nếu mệt mỏi thì chỉ tập trung vào chuyện là việc phục tâm thôi. Thì ở đây chúng tôi muốn tới lên cái nhìn đầu tiên là ở trong Phật pháp đó, Đức Phật ngài mở cho chúng ta rất nhiều cánh cửa cho cái sự tu học. Và về điểm này thì nó là một cái bản sắc rất đặc thù của Phật giáo. Dạ. Phật giáo không có nói rằng mình phải chuyên về chuyện bố thí, chuyên về trì giới, chuyên về thiền định, hay là mình phải làm giống như hệt như ông thầy mình đã làm, hay là mình phải chuyên về pháp học hay chuyên pháp hành. Không có. Mà ở đó đó, về việc này đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái văn hóa Phật giáo nói chung và riêng về lời Đức Phật dạy đó, thì đã cho chúng ta rất là nhiều cái cơ duyên để tìm một cái phương cách thích hợp cho cái sự tiến bộ tinh thần. Lấy một ví dụ là một vị vào tu với ngài Tịnh Sự. Ngài Tịnh Sự ngài giảng, ngài dành nhiều thời gian giảng về Thắng Pháp Abhidhamma, thì không có nghĩa là cái vị tu sĩ phải học Thắng Pháp Abhidhamma mà có thể học một môn khác. Và chúng tôi đã thấy có trường hợp như vậy, và không có gì bắt buộc là tất cả các vị vào tu phải học Thắng Pháp Abhidhamma. Rồi có những vị thiền sư như ngài Kiếp Bà Nhô cho đệ tử xuất gia, ngài cũng dạy về thiền, nhưng mà không phải là hãy tu theo ngài thì phải hành tứ niệm xứ hết, và người ta có những cái tu khác. Dạ. Ví dụ như một số các vị phát tâm để đi học. Dạ. Đi học mà đi học ở xa thì việc các cuốn không thành vấn đề, ngài vẫn khuyến khích. Điểm chính mà chúng ta thấy rằng trong cái văn hóa Phật giáo thì rất là mở rộng về phương diện này, mà không có đưa ra một khuôn khổ nhất định là người tu phải theo cách này, phải theo cách khác. Điều này thưa quý vị, chúng ta lại trở lại với câu chuyện một vị tỳ kheo cảm thấy mệt mỏi với pháp học, và trong đó Đức Phật ngài hướng dẫn là giải điều phục tâm với pháp hành. Thì không phải là vị này thành tựu quả vị là do bỏ pháp học, mà chính vì Đức Phật ngài chỉ cho những cái phương cách để dẫn dắt tâm ý của mình. Dạ, dẫn dắt tâm ý. Cho dù là chúng ta theo đuổi con đường pháp học hay pháp hành, thì cái tâm của chúng ta phải nuôi dính, tâm chúng ta phải dễ sử dụng. Mà trong thắng pháp á, có đôi khi chúng ta nghe một số những cái thuộc tính của tâm, ở trong đó có tịnh, kinh, nhu, tức, thích, thuần chánh. Tịnh tức là sự trong sạch, không có bị quấy nhiễm. Kinh là sự nhẹ nhàng, nhu là sự mềm mại, nhu nhuyễn. Thích là thích nghi, dễ hòa nhập. Thuần tức là được thuần thục, tinh luyện. Chánh là chánh trực, ngay thẳng. Thì riêng về những chữ tịnh, kinh, nhu, thích, thuần, chánh đó, sáu chữ đó thôi cũng cho chúng ta những gợi ý rất là quan trọng là thế nào là một cái tâm tịnh thảo mà cần phải có. Mà nói cách khác là ở trong đời sống chúng ta, nếu mà mình tâm mình khó thích nghi, và mình làm cái gì mình chỉ làm một chiều thôi, và khi qua cái hoàn cảnh khác, cái bối cảnh khác, điều kiện khác đó, thì mình cảm thấy mình khó khăn, thì cái đó là mình thiếu sự thích nghi. Chúng tôi lấy ví dụ là một Phật tử tu tập thì phải là ở căn nhà cho rộng, cho đẹp, phải có cái tổ cụ để ngồi thiền, phải có bàn Phật trang nghiêm, vân vân. Thì hầu như những điều đó nó không phải là điều sai, nhưng mà nếu trong trường hợp đi đâu mà không có những thứ đó thì vị này cảm thấy rất là khó khăn. Dạ, cảm thấy rất là khó khăn. Chúng tôi nhớ có một Phật tử
họ đi với một vị thầy, vị thầy từ ở San Jose xuống San Diego, mà chạy xe được 45 phút thì cô Phật tử năn nỉ thầy, thầy quay về cho con. Thầy cũng bỏ quên cái sâu tràng chủ ở nhà. Thầy nói quên tràng chủ thôi đâu có sao đâu, nói giờ không, ngày nào con cũng niệm Phật, không có tràng chủ con niệm Phật không được. Thì cái chuyện mà niệm Phật bằng tràng chủ đó nó không phải là vấn đề, nhưng mà nếu mà có tràng chủ mới niệm Phật được thì đúng là có vấn đề. Tại vì sao? Tại vì đôi lúc mình bệnh nhất hạn, mình không có thể nhấc tay lên công ty niệm chủ, chẳng lẽ lúc mình niệm Phật cũng được. Thì cái cách một người tu tập đó, người đó phải tu như thế nào, làm thế nào mà cái tâm nhu nhuyến, dễ sử dụng, nhẹ nhàng, an tĩnh, có tập trung, có cái sự trực tiếp vào cái việc tu tập. Và một khi mà mình lấy quay để tìm ra một cái phương thức làm như vậy đó, thì lúc bây giờ mình tự nhận ra rằng cái nhu cầu của Pháp học đó, nó là trở nên cần thiết. Có một Phật tử ở bên Pháp, khi mà chú đệ ở bên Thái Lan, thì Phật tử này có tìm đến thăm, vì Phật tử đi về Việt Nam rồi, ngày chúng tôi ở Thái Lan ghé thăm. Và khi ghé thăm thì chúng tôi có giới thiệu với vị này vào trong một cái khóa tu ở Watnachat, là cái chỗ đó người ta dạy bằng tiếng Anh, và vị này là giáo sư Anh văn ở tại Paris. Thật ra vị này tiếng Anh khác. Và trong cái trường thiền này đó, mỗi một ngày thì vị sư cả đó cho tất cả các thiền sinh lên trên cái phòng của ngài cả, phòng lớn lắm. Ngài cả ở có hai tầng, tầng trên là cái khóc nhỏ, tầng dưới đó là cái nơi lớn để tập trung chư tăng đi trong chùa đó. Thì vị này mới giảng pháp. Thì bây giờ người Phật tử nói chúng tôi một kinh nghiệm rất là thú vị. Vị này nói rằng hồi trước kia vị này muốn có cái một cái thành kiến, đó là mình tu á thì lo mình hành thiền, tu lo dưỡng giới, chứ mình tu không cần lý thuyết dài dòng. Và thấy các vị pháp sư mà nói dài dòng mà tự nhiên cảm thấy các vị nói ở đâu đó không đi vào cái thực tế tu tập. Thì vị này có thành kiến với các bài pháp, các bài giảng, có thành kiến với pháp học. Nhưng mà khi mà vào hành thiền được 3-4 ngày rồi đó, lên gặp ngài cả thì mới thấy rằng chính cái pháp học, chính những câu Phật ngôn được nhắc đến lại soi sáng cho pháp hành. Tại vì vị này có tự nhắc chính mình rằng sau khi mà được trường thiền ra ngoài đó, sẽ chịu khó đọc kinh nhiều hơn, nghiên cứu Phật pháp kỹ lưỡng hơn, hơn là coi thường để lý thuyết. Chuyện này rất đơn giản thưa quý vị. Chúng tôi có gặp một số những người quen với các vị sư đó, mà chúng tôi cũng không muốn nói tên ra ở đây, là sử dụng máy móc, sử dụng cái gì đó không bao giờ theo cái hướng dẫn trong cái quyển cẩm nang, cái sổ tay, người ta gọi là cái manual đó, để mà làm theo hết. Vị này thích con cái là mở hộp ra rồi lấy cái máy ra, dựa trên kinh nghiệm bản thân của mình mò mẫm rồi mình xài cái máy thôi. Dạ, có cái nào mà kẹt lắm không biết đó, thì mới mở cái sổ tay mà người ta gửi cho mình, còn ngoài ra không gì đụng tới. Tuy nhiên có một lần vì lý do không có chịu đọc kỹ đó, nó làm cháy một cái máy. Dạ, cái máy cũng hơi tốn tiền. Và vị sư đó từ đó trở đi mới thay đổi cái thái độ, là thay vì về mở máy ra làm liền, thì vị này theo sự hướng dẫn mà đọc sổ tay cho hơi kỹ chút xíu. Và lâu ngày vị đó cũng nhắc cho mọi người thấy rằng nên cẩn thận, mình máy móc đem về mình, thay vì mình mày mò thì mình nên đọc sổ tay trước. Đây cũng là điểm rất là thú vị thưa quý vị. Nhiều người trong chúng ta bắt tay ngay vào việc thực hành mà không cần phải học, mà có nhiều việc cứ học mà không chịu hành. Và cũng có những người mà học trước rồi hành sau, có những người hành trước rồi học sau. Chuyện này là chuyện bình thường. Dạ, chuyện này bình thường. Chúng ta học từ sách vở, học từ kinh nghiệm. Học từ kinh nghiệm tức là học từ pháp hành. Học từ sách vở lý thuyết là học về sách vở là học về lý thuyết. Thì cái chuyện hoặc trước hoặc sau, hoặc cách này cách khác thì đều có thôi. Nhưng mà căn bản đó là bây giờ ai cũng biết được, mà trong cái thời đại ngày hôm nay đó, hầu như ở mọi phương diện thì cả lý thuyết và thực hành đều cần như nhau hết. Cái lý thuyết cho chúng ta biết cái khái niệm tổng quát, cho chúng ta những cái cảnh báo cần thiết, nhưng mà chính thực hành đó, nó làm cho điều đó trở nên
rõ ràng, thực tế, cụ thể hơn là chỉ ngồi đó lý thuyết trong dài. Nên một người mà có kinh nghiệm ra trận, một người có kinh nghiệm tu đó, thì không bao giờ có cách nói, võ đoán là chê pháp học hay chê pháp hành. Vì rõ ràng trong cuộc sống này đó, rất nhiều vị tu sĩ đó, từ pháp học rồi vị đó sang pháp hành. Chúng tôi nói điều này không phải là một sự suy tư bình thường, mà chúng tôi được biết là hầu hết các vị thiền sư nổi tiếng của nước điện, như ngài Mahasi chẳng hạn, như ngài Tăng Bô Lu, như ngài Pháp chẳng hạn, như ngài Chô Rí Cáp của Phật, thì đều có một cái nền tảng về pháp học. Thậm chí các vị là vị Nằm Rồng Tam Tạng hay là vị Tam Tạng Pháp Sư trước khi chuyển sang pháp hành. Và cũng có những vị mà từ pháp hành chuyển sang pháp học. Ở trong đó có như ngài Ajahn Chah. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Như vậy thì cho dù con đường đến Phật pháp là khởi sự bằng pháp học, khởi sự pháp hành, nó không phải là vấn đề. Câu chuyện mà chúng ta được nghe và từng thời sư kể hôm nay đó về một vị tỳ kheo, thì chúng ta thấy rằng vị này đó khởi sự với pháp học và mệt mỏi pháp học, cảm thấy chán nản, cảm thấy mình đuối sức. Nhưng khi đến gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài chỉ cho một điểm là pháp hành. Thật ra thưa quý vị, ở trong dòng lịch sử Phật giáo đó, có một cái tông phái Phật giáo của Phật giáo Đại Thừa mà ở rất nhiều điểm là rất gần với Phật giáo Nam Truyền, rất gần với Phật giáo Bali. Nhưng mà chúng tôi phải nói rằng cái cách mà cái tông phái này, cái cách mà để gọi là diễn đạt mà nói ra thì nó hơi cực đoan. Trong theo dựa trên tinh thần Bali thì ở cái đó là Thiền Tông. Dạ. Thiền Tông đưa ra những cái lập ngôn như là bất lập phân tử, đáo ngoại biệt truyền, dạ, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật chẳng hạn. Thì bất lập phân tử là không cần nói đến kinh điển, đáo ngoại biệt truyền là cái chuyện đó là những gì được dạy phải trực nhận thôi, chứ không có nằm ở trong cái lý thuyết. Tuy nhiên có một điều rất là trớ trêu là cái vị tổ mà đệ nhất đệ nhị Thiền Tông của Thiền Tông đó, là ngài Ca Diếp và ngài A Nan đó, thì theo Phật giáo Pali đó thì ngài Ca Diếp là vị chủ tọa của cuộc kết tập tâm tạng đầu tiên, và tôn giả A Nan đó là cái vị kết tập tâm tạng, và vị kết tập rất quan trọng tâm tạng. Và nếu chúng ta đọc về Thiền Tông, nếu quý vị không có biết nhiều đó, thì Thiền Tông có rất nhiều mặt sắc. Ví dụ như là sáu cửa vào động chứng thất, hay là bích nam lục, hoặc giả là chúng ta có những cái bộ thiên luận rất lớn của siêu ghi chẳng hạn. Thì bảo rằng Thiền Tông mà không dựa văn tự không có đâu, bất lập văn tự cũng có. Nguyên bộ bích nam lục chứa đầy những công án, nhưng mà chúng ta nói là vậy, nếu mà in ra chúng ta in dịch thẳng 600 trang thì cũng thấy không. Thì ở đây đó, chúng ta đi vào trong lần quân vào bẩn quẩn là đưa ra cái chuyện mà tuyệt đối là không dựa trên chữ nghĩa văn tự. Chúng ta phải trở lại văn nghĩa, chữ nghĩa văn tự. Tại không có chữ nghĩa văn tự lấy gì mà quảng bá, lấy gì làm trường giác hiểu được. Nên chi cái chuyện mà chúng ta phủ nhận hoàn toàn pháp học, chữ pháp, phủ nhận hoàn toàn pháp hành đó, đó là thái độ rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến ngộ nhận. Tại vì sao ngộ nhận? Là tại vì cái chuyện đó tương tự như trong đời sống của chúng ta, mà nói rằng mình cần lý thuyết không cần thực hành, hay thực hành không cần lý thuyết. Nền giáo dục ngày nay đủ lớn, đủ rõ để cho chúng ta thấy rằng cả lý thuyết và thực hành đều cần. Dù sao đi nữa thì cũng phải nhận rằng trong cái việc mà học đó, có những người quá nặng về lý thuyết, có những người quá nặng về thực hành mà thiếu lý thuyết, có người quá nặng về lý thuyết thực hành. Đó là lỗi của chúng ta, đó cách áp dụng của chúng ta, chứ không phải là lỗi ở lý thuyết hay lỗi ở thực hành. Lý thuyết và thực hành đều có những cái lợi hết, nhưng mà chúng ta đón nhận như thế nào trong đời sống của mình hàng ngày. Cũng như vậy thưa quý vị, chúng ta đi vào cuộc đời đó, thì ở giữa cuộc đời này có vô số điều để chúng ta vấp ngã,
có vô số điều để chúng ta thất bại. Nhưng mà từ sự vấp ngã thất bại đó, có những người học được những bài học rất tốt. Có những người bị vấp ngã là vùi người đã xuống dưới cái sự xa lầy. Thì cái chuyện mà từ sự vấp ngã mà đứng dậy, giống như thông thiền tông có câu nói rằng là 6 lần đá xuống thì 7 lần đứng dậy. Thì cái chuyện mà vấp ngã rồi đứng dậy, nó là cái khéo của mỗi cá nhân. Nó không phải thuộc về cuộc đời. Cuộc đời ấy, thì nó cho chúng ta sự thành công và thất bại. Không có cái gì mà chúng ta để than trách, để trách móc. Lâu lâu chúng ta nói cảm ơn sự đau khổ, cảm ơn cuộc đời. Nhưng mà sự đau khổ và hạnh phúc của cuộc đời, thật nói thẳng là không phải là cuộc đời tử tế với mình. Cuộc đời chẳng có gì tử tế với mình. Quan trọng là mình biết vận dụng những gì mình vấp ngã, vận dụng những mình thành công để làm vào cái vốn sống của mình. Từ đó chúng ta đi tới mà thôi. Thì như vậy trong bài kinh ngày hôm nay, không phải là Đức Phật Ngài khuyên chúng ta bỏ pháp học đâu. Đức Phật Ngài dạy chúng ta, chúng ta nhớ là trong bối cảnh này, vị tỳ kheo mệt mỏi với pháp học. Và Đức Phật Ngài dạy là cái tâm mình nó là rất là tế nhị, khó nắm bắt lấy, và chạy theo cái gì mà mình gọi là mình ưng ý, mình vừa lòng. Và luôn luôn nó luôn luôn chạy theo ưng ý vừa lòng. Và do nó luôn luôn chạy theo ưng ý vừa lòng đó, do đó nó có cái phản ứng rất là tiêu cực, phản ứng rất là xung động, rất là dao động với những gì mà nó không thích. Ví dụ bây giờ một vị không thích con số mà bắt học về toán hoài vì nó chán. Một vị không thích học về lý thuyết mà bắt học về thắng pháp thì vì nó chán. Một vị không thích nhớ mà dạy phân ngôn, dạy học kinh tục nhiều vì nó chán. Chúng tôi ở trong chùa biết rằng có nhiều vị rất thích học Pali và đưa về kinh Pali nào cũng ngấu nghiến học. Còn có những vị rất là chán học Pali và học một câu là miễn cưỡng mới học được. Thì như vậy chúng ta nên hiểu cái bản chất nội tại. Chúng ta nên hiểu cái tập tánh. Chúng ta nên hiểu cái tính chất tự nhiên của tâm. Và không coi thường, không chủ quan. Và nó rất là tế nhị. Và nó thường chạy theo cái gì mà nó ưa thích. Chứ mà nó chạy theo thị hiếu. Và rất là khó để chúng ta nắm bắt nó. Chúng ta phải có thái độ khách quan, phải hiểu như vậy. Nhưng mà mình phải có niềm tin là một khi tâm được tịnh, tâm được nhẹ nhàng, tâm được mềm mại, nhu yến, tâm được thuần thục, tâm được thích nghi, tâm được chánh trực, thì sẽ được an lạc. Dạ, sẽ được an lạc. Không có điều gì mà quý vị thấy rằng một đứa nhỏ mà hồi nhỏ biểu đi học á, chúng tôi nhớ rằng có nhiều đứa cha mẹ dẫn đến trường nó khóc. Nhưng mà nó học thời gian thuần rồi đó, nó thích nghi được cái trường học. Có khi bỏ ra nhà nó buồn lắm, nó mệt muốn đến trường nữa. Và khi lớn lên á, mà nó được qua một thời gian được giáo dục, được hấp thụ, được tôi luyện được, thì cái tri thức của nó sẽ cho nó có sự thoải mái. Thì khi một khi tâm chúng ta được thoải mái ở trong cái cảnh giới tu tập, ở trong cảnh giới huấn luyện đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự an lạc. Thì quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thêm trong sau lời giảng của Hòa Thượng Từ Siêu và Thượng Tọa Pháp Tịch. Bây giờ thì xin kết thúc sinh hoạt của lớp Phật Pháp Bố Thầy Tâm ở đây. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Phật Pháp Phổ Thông. Và chúng tôi là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Xin đừng dứt lời ở tại đây. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Ngô Bích Thái Giang. Chư Thưa Thành Thầy, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng. Sa thú Thành Thầy, con Metta Bình Gia, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thành tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất, mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu
luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiệt thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Yang kimchi kusala kamang kapa pangiriyam mamakaye na vaja manasa didase sukatang katang yeta pasangino atiye yasata asangino katang punya palang mayan sape paki pawantute yeta katang sukatangino Nam mô A Di Đà Phật.